nghe nãy sướng ghê luôn. Chua à, mù đậu tráng ẩn nó già lên, nó đen lên, sung sướng quá. Thì như thế này nặng mới đã nè. Hôm nay hồi xưa nằm mù sớm là không có xèo đó, này mù nữa không có gió xíu mà luôn. Hình như đĩa viêm đó, ăn mới đủ đó. Má này nó bị nhẹ, bị mưa mắt. Mới thì có mấy cổ mua đem đây, cái 11 á. Cái này quay không, không ăn thua hay bị mất mét. Ừ. Đây là không được chỉ được rồi. Hết hết mét sáng rồi. Ông đại hay kêu gì? Đi bên trái được kia. Rồi. Bạn thấy cái 11 nó quay đỏ. Bởi mua cái 11 cũ đi. Túi gì nhé. Nó cái 11 thôi. 11 quay đi. Là chứ. Ừ, nó 11 pro hả? Hả bà? Cái nó 11 pro đó. Ừ, lúa mua cái nó đi. Kiếm cái cũ mua. Là quay xuống nhất không? Không, bị hương món cái nó được mấy này. Hương món cũng. Bị dưỡng à? Thế là cái 11 cho nó. Ừ. Cái trừ địa hầu dành nghe thôi. Cái má này cũng điên rồi này. Cái má mình điên rồi tệ. Nó nghe mình nghe. Rồi không lên chị dành đó đi là chứ. Tao cũng đang thui. Rồi không thấy đàn nó xá gì đâu. Nó bón gì nữa nó ai đi bị chi chi đó nữa ha, vừa trước không được cái chi đó nữa nè. Nó làm chi được cái máy nó không thì hồi đi ngang thuật thôi. Lên bác cái lưới mũi phía sau á, như là thuê đi vô trong rừng ở nè. Ừ. Họ họ bác cái lưới mũi sau cánh cửa xa mở ra luôn á, họ ngủ cho nó cổ mũi á. Có người đang đùa thuê năm ngày đó không biết. Thế ban ngày thì vô xây, ngồi Hà Nội vô. Người đùa thuê cho mình lưới trong mũi. Thế là chuyển 50 đưa 30, hiểu chưa? Đưa máy.
Thì tìm hố em mở nữa đi. 26 cho họ chiếu 50 đưa 30. Tháng 20 mượn nó một cho Hương đây. Mùi quá nè. Ở đây có mùi nữa các bạn. Nó dễ quá, cái gì không nó. Nó đỏ này. Xịt xí bông đi. Ừ, mấy lần không xịt bông bay quá. Lỗ tôi khúc rồi đó, nhưng cái này không làm được. Cái địa nhà muốn mày mình có lụng hết. Nhưng bé con mua cái chi đó. Con bờ hạnh nè, bóng bốn chữ lụng cái lỗ giữa mặt rồi đó. Lụng đen rồi đợt trước rồi. Con bé nó cái đợt trước nó quay phim là lấy một cục nguyên cái lỗ to. À, chữ đây học cục đen mà cửa ít hơn. Mà nó bị lau bị sợ. Không đi đó hả? Alo. Alo. Nghe chị ơi. À, chị Hương ơi, ý là đặt lịch ngay chủ nhật đó là bà vô liệm, chị Hương liệm buồn được chị. Tên chị đó. À, tên Nga chị. Đi sớm 5-10 phút nghe, chứ đi trễ hơn là đợi lâu đó, khi đông là đợi lâu nghe. Đến 2 giờ được không? Miễn là em đi trước vừa hẹn dùm cho chị 50 phút thôi, chứ vừa mua còn tới hết trơn á. Nước em hẹn 3 giờ rồi, rồi em đi trước thôi, rồi ok chị. Thôi kia. Từ cái vừa mua phải đi sớm hết trơn á. Hai rưỡi là chị. 2:30 phải đi sớm 50 phút, cái chủ nhật nó nhớ cái đông màu. Không đi cái là trễ rồi hết làm luôn. Rồi bỏ lại cái gì nữa. À, khách nhà hay lẫy ghê luôn á. Đi trễ thì mà chơi chứ còn lẫy. Đúng giờ của mình người ta làm cho mình thì trễ phải đời chứ. Cái bà đi đúng người ta không làm mùa lẫy. Nếu mình làm sai là thôi á. À, là nẹt mình mới ghê luôn. Mình làm đúng mà còn lẫy mình nữa. Ghi dùm tên Nga đó Hiền à, tên, qua đây cái lịch tụi nhật cho Hương tên Nga 3 giờ đó. Trong sốt lịch đó. Nga 3 giờ thì đi học. Nga, Nga chủ nhật 3 giờ. Nghe chứ không có hà. Chủ nhật ngà 3 giờ nghe chưa. Trừ 2 lần là được đó em, trừ là 2 lần đi. Cái này nó ổn thì 1 lần ban đêm thôi được. Đỡ mụn em bao tối lần, còn hay mua mà nó hết hẳn là 2-3 đêm bao lần cho nó ngừa mụn. Chứ đừng có bỏ luôn. Còn đi lại 10 ngày chứ đi lại lần nữa. Alo. Chị đăng ký lễ mụn với Nga em nghe. Chưa chị qua rồi. Chị qua đó chị. Qua 24 rồi em ơi.